di đà, à, đà phật một số tương quan giữa người bệnh và hộ niệm xin chư vị mở trang 37 Cầu y phải có một năng lực đặc biệt mới có thể hộ niệm được điều này đúng không chư vị sai, sai quá thế nhưng mà có nhiều nơi người ta đưa ra cái điều kiện là một người mà muốn hộ niệm cho người khác vãng sanh tây phương thì phải có một cái năng lực đặc biệt nào mới làm được chứ còn không thì làm gì phàm phu mà đưa một người phàm phu tội chứng sâu nặng về tây phương một đời thành phật đâu có chuyện dễ dàng như vậy đâu có cái hiện tượng mà một người phàm phu mà đưa một người thành phật điều này không hợp lý thì xin thưa với chư vị là người ta đã hiểu lầm quá đáng về Pháp hộ niệm Và cũng hiểu lầm hơi quá nặng về cái vai trò của người hộ niệm Tại vì người ta nghĩ rằng là người hộ niệm có cái năng lực đưa một người vãng sanh Một người hộ niệm có cái năng lực cứu người đó vượt về Tây Phương một đời thành Phật Người ta đã nghĩ sai Thực ra là mình đã hộ niệm rồi thì biết thẳng Là người hộ niệm hoàn toàn không có cái năng lực cứu một người vãng sanh Một người hộ niệm hoàn toàn không có cái năng lực Tiếp độ một người vãng sanh Mà người hộ niệm chẳng qua là một người còn khỏe biết được cái phương pháp hộ niệm biết được pháp môn niệm phật tới chỉ dẫn cho người bệnh tự người bệnh đi lấy đây là cái điều căn bản mà những người bảo rằng là phải có năng lực gì đặc biệt mới đi hộ niệm được đã hiểu lầm chính vì thế mà khi chúng ta đặt vào cái năng lực của người hộ niệm chính là chúng ta gới gắm trọn vẹn cái tương lai của quê mà chúng ta cho người hộ niệm đây là cái điều sai lầm cũng như chúng ta đi học phật mà chúng ta cứ gửi tất cả quê mạng cho phật mình nằm đó không tu tôi chịu tu và cũng chịu thua vô lượng vô biên chúng tranh ngày ngày điều chúng ta mắc đạo phật lắc đầu chịu thua, cứ không được tất cả đều phải do chính mỗi người thực hiện lấy đây là cái điều mà chư vị mới nhớ chư phật là vạn đức vạn năng nhưng mà chúng ta không đi ngày cứu không được Chúng ta không làm ngày cứu không được Thì không cách nào mà đòi hỏi một người hộ niệm Phải có năng lực để đưa người đó vãng sanh Hoàn toàn không phải Cho nên đây là sự hiếu lầm Mong cho vị chú ý Câu gì Hàng phàm phu không thể hộ niệm cho người khác vãng sanh được Đúng không? Không, rõ ràng không đúng sai đúng sai rõ rồi cái nào sai mình nói sai cái nào đúng nói đúng hàng phàm phu không thể hộ niệm chân người khác phản tranh được thì cái pháp hộ niệm này cũng không còn giá trị gì nữa và mỗi người khi đến lúc làm chung tư mình lo liệu lấy chứ không còn ai có thể giúp đỡ gì mình được tại vì xin thưa với chư vị đời này tìm đâu ra một thánh nhân để mà giúp đỡ cho một người bệnh đó vãng tranh tại phương cực lạc. Nói thẳng ra tìm một người mà thực sự chân chánh tu hành trong thời này phải tìm cũng có nữa. Đừng có nói chi nó là thánh nhân. Thì như vậy thì làm gì mà có cái chuyện mà tư tố nói là người niệm Phật vạn nhân tu vạn nhân khứ vạn người niệm Phật vạn người phán sanh vạn người niệm Phật được vạn người vãng sanh chính là nhờ phương pháp hộ niệm giúp cho người bệnh đó thực hiện được cái tông chỉ của trình độ tông chỉ của pháp môn niệm Phật nghĩa là vững tín vững nguyện vững hạnh để họ vãng sanh chính là nhờ những người khỏe chỉ dẫn nhắc nhở cho người bệnh làm được đấy như vậy thì rõ ràng người phạm phu được quyền đủ sức để giúp cho người bệnh đó làm được công chuyện này tức là giúp cho người ta tin tưởng giúp cho người ta nguyên vãng tranh đi rồi người ta niệm phật mình niệm phật dùm cho người ta là niệm theo chính người bệnh làm được người bệnh vãng tranh đây là cái điều mà phải nắm cho vững khi mà thấy người nào nên người phàm phu mình làm gì hộ niệm cho người ta vãng sanh mình biết rằng người đó đã nghĩ sai lầm vì trên thế gian này, trong thời mạng Pháp này, tìm đâu ra một người thánh nhân. Dễ gì có. Khó lắm. Câu ca Chỉ có người tu hành chứng quả mới có tư cách hộ niệm cho người vãng sanh. Đúng không? Người tu hành chứng quả thực ra là người ta hộ niệm cho mình tốt lắm. Tại vì người ta có cái đức độ Lời nói của người ta nó có cái trọng lực rất là cao Và người ta điều giải oán tầng trai chủ cũng dễ dàng hơn mình Thực sự đấy Nhưng mà nói rằng chỉ có người tu hành đã chứng quả mới Có tư cách hộ niệm cho người vãng thanh thì thôi Trên thế gian này triệu triệu người tu Không cách nào có người nào có thể được hộ niệm hết Đúng không chưa vị? mới rõ ràng không? Tại vì tìm đâu ra một người mà chứng đắc đây Cho nên có nhiều người ta, ta nêu ra những lý do để mà ta ta, ta tìm cách ta bài bác Mà càng bài bác chừng nào họ lộ ra cái sự việc là họ chưa tìm hiểu kỹ cái phương pháp hộ niệm của chư tổ Chư tổ thường hay nói là năm người, ba người đến bên cạnh người đó An ủi vỗ về, khéo léo hướng dẫn cho người đó Khuyên người đó tin tưởng đến niệm Phật phán trình Nhờ người ta tin tưởng quyết lòng niệm Phật vãng tranh mà. Cảm ứng với Đại nguyện Đức a di đà Nhờ Đức Phật a di đà Tiếp độ họ vãng tranh Chứ đâu có phải là cái người hộ niệm đó Tiếp độ người ta vãng tranh đâu Cho nên đưa những cái vấn đề này Thực sự sai lầm Mà cũng vì đưa ra vấn đề này Có những người lại tự dỗ ngực Chương tên mình là lạ chứng đất rồi Mình đã nhất tâm bất loạn rồi mình đã thành Phật rồi, mình thành Bồ Tát rồi. Tạo thêm cho cái dung vọng tưởng. Để rồi nạn, thêm nạn, không ít lợi gì cả. Đừng bao giờ, nhớ là đừng bao giờ sơ ý. Mà lầm lẫn những cái chuyện này cô chừng. Kẹt lắm đấy. Hãy nhớ cho kỹ. Không bao giờ một người tu chứng mà tự khoe mình tu chứng Đây là cái lời của chư tổ nhắc nhở cho chúng ta Rất kỹ Không bao giờ được sử dụng này Trong kinh là nghiêm Phật nói cái câu mà rất là Rất là rõ ràng để mà chúng ta chú ý Bất tác thánh tâm danh thiện cảnh giới Nhược tác thanh giải tức thọ quần tà chứ vị nhớ cho kỹ câu này khi mà những người nào tự chân tôi là chân đắc rồi lấy câu này ra ân chứng thiệp cho vị thấy rõ ràng như là một tấm gương mà ngài hồi, hồi tượng tình không là cái kinh lăng nghiêm là cái kính chiếu yêu <laughs> Nhược tác thánh giải là cho rằng ta là đại khai viên giải cho là ta chứng đắc cho là ta thành phật rồi tức thọ quân ta tức là chắc chắn Thọ là thọ nạn Quần tà chính là ngủ ấm mà Những người đó bị nạn ngủ ấm mà Chưa vị nghe nghe ngủ ấm bà nó tư năm Năm chục loại <laughs> Con ngủ là ngủ là năm Một cái ngủ một cái ấm vậy nó có mười loại Mà năm cây cái, cái ấm vậy nó có tới năm chục loại Mà năm chục loại cái hàng triệu vị <laughs> chứ Không phải là một vị đâu nghe Chứ năm chục loại chứ với năm chục người nghe Kinh khủng lắm Cho nên này bất tác thanh tâm nhiều người giảng sai bất tác thanh tâm là đừng có có làm cái chuyện làm thánh không phải bất tác thanh tâm cho ta không phải ngon lành cho ta còn phàm phu cho ta còn tội chứng sâu nặng danh thiện canh giới đây chính là cái cánh giới đúng hợp thiện lành cho chư vị tu hành khối bị á à, nạn. câu nói rõ rồi chư vị ở đây mà nghe quảng cáo ăn đồi đó tôi chứng đắc thế này nọ mà chư vị hiếu kỳ chạy vào thì thôi chịu thua không ai cứu được không ai có thể cứu được đấy cho nên chỉ có người tu hành đã chứng quả mới có tư cách hộ niệm cho người vãng tranh thì không đúng hoàn toàn vô lý không có mà nên nhớ người có tu chứng thực sự rất lợi lạc. Nếu mà có người đó tới hộ niệm thì rất lợi, rất lợi cho người bệnh. Tại vì có anh đứng tốt. Câu L. Người phải có kiến thức Phật học cao mới có thể hộ niệm được. Đúng không? Đây là những điểm mà để khi hộ niệm chúng ta vững vàng có người nào đó tới uh, hạch sách nói anh có kiến thức gì mà anh tới khai thị cho người bệnh. Anh có cái học hành tới đâu mà anh tới hộ niệm cho người ta? Đạo pháp anh có vững không mà anh tới hộ niệm cho người ta? Xin chư vị mở ra nói đây này. Nói thắng thắng với chư vị. Người nào hiền lành chất phát thật tà Thành tâm trí thành trí kính Sẽ là người hộ niệm rất tốt Cho người khác vãng sanh Người nào mà lý luận cao siêu gì đó Thường hay đi mây về gió gì đó Thường thường tạo rối loạn cho người bệnh Làm cho người bệnh bị nạn Chứ không phải Phật học cao Mà có thể hộ niệm được xin thưa thật với chư vị Tại vì sao? Thường thường tự cho mình là cao Thì đưa tới tình trạng là Nhược tác thánh giải rồi Cho mình là cao rồi Cho nên khi mà chư vị Đọc cái những lời mà khai tị của tổ ông Quang Chư vị nghe rõ lắm Ngài nói dẫu cho chúng ta tu hành Có dối cho mấy đi nữa Vẫn phải tự nhận mình là nghiệp chứng sâu nặng còn là phàm phu tổ chức sau năng còn là phàm phu thì làm sao dám tự cho là đạo pháp cao siêu được cho nên thường thường những người mà cứ cho đạo pháp cao siêu đạo pháp cao siêu chứ vì đấy có suốt cả đời của họ người ta cứu được ai không hãy suy nghĩ cho kỹ biết liền xin chư vị lấy cái cái, 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 lời dạy của ông tổ tự nhiên nó có cái, cái, cái đường đi vững lắm Ngài nói rất đúng và rất hợp Chính vì thế mà đứng trước một cái người bệnh chúng ta không thể nào mà đem những cái đạo pháp cao siêu ra mà giảng giải cho người bệnh được. Cho nên những cái đạo pháp cao siêu hoàn toàn không thích hợp. Gọi là không có khế cơ đối với một người phàm phu đang trong cơn bị nạn bởi nghiệp chướng hiện hành họ là phàm phu cho nên mới bị nghiệp trước mà phàm phu còn nhức đầu còn mối mệt còn mê man còn làm đủ thứ đau nhức riêng mình được nó còn yếu trong yếu nữa thì họ phàm phu trong phàm phu nữa phải nói những lời nói hết sức là cụ thể gần gũi và thường thường cầm tay họ an ủi họ lên mỉm cười nói những lời vững vàng bác nghe con đi nhé quyết lòng niệm phật nhất định phật sẽ đến cứu bác về tây phương cực lạc cơ hội này bác vãng sanh thành đạo không còn chết nữa mình nói những câu hết sức đơn giản những câu này không có gì cao siêu cả mà giúp cho người ra đi vững tâm vững trí họ đi vãng sanh mong chư vị hiểu được như vậy mình thấy đường cứu người vãng sanh đường trợ duyên cho người vãng sanh nó nằm ngay trước mặt chúng ta và chính chúng ta hiểu được như vậy cái đường vãng sanh của chính chúng ta nằm ngay trước mũi bàn chân chứ không đâu xa cả. Nếu mà chưa vị sới thì khó. Còn như vị chú ý rồi nhất định một đời này vãng sanh tây phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô, Nam mô Bồ Tát Phật Đà